cưa thạch cao ha, và một cái cưa sáp. Thì đây đây là cái cưa thạch cao, cưa này có giá là 90 ngàn nha, của hãng Tonsan, hàng rất là đẹp ha. Thông số của nó lưỡi cưa đây là 150 mm ha, lưỡi cưa này là 150 mm, cầm rất là chắc tay nha, là bằng nhựa đó, cầm rất là đã tay. Hay như vậy chúng ta cưa thạch cao á, hoặc là cưa gỗ, hoặc là cưa cái gì một dạng mà nhỏ nhỏ đó ha, thì chúng ta chơi này rất là tốt, rất là ok. Hay này bằng nhựa rất là đẹp, lưỡi cưa rất là bén nha mọi người, này lưỡi cưa rất là bén, xài một thời gian rồi chúng ta nó mòn, chúng ta có thể vuỗ lại để xài tiếp nha. Giá chỉ 90 ngàn thôi. Đây là nhựa đúc nè, yeah. Chắc là chắc chắn đúc nguyên khối luôn ha. Đúc nguyên khối với cái này luôn, với cái lưỡi cưa luôn, cầm rất là chắc tay ha. Đấy, dùng để chúng ta cưa à, mọi người. Rồi cái tiếp là cái con dao này có gì đặc biệt cũng hãng Tonsan luôn nha. Dao này là dạng là cũng là cưa sáp nha mọi người, cưa sáp. Cái lưỡi cưa của nó là 180 mm ha, 180 mm. Đây thì chúng ta mở lưỡi cưa theo cái nút này, bấm vô, bấm giữ luôn nha, bấm kéo lưỡi cưa ra à, ví dụ chúng ta thả ra nằm đây thì nó sẽ cứng rồi nè, đó, đó nè. Rất là đẹp à, cưa khi mà ta cần chặt cong á gì đó để này cưa cũng được đó, cứng rồi đó à. Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Cưa này cũng làm bằng nhựa, làm bằng cao su, một lớp cao su như đây nè, cầm rất là đã tay, cầm rất là chắc tay nha mọi người. Cũng có công dụng là cưa à. Ta đi vườn đi gì đó, đi phượt cái đâu ta mua cái cưa này trang bị theo để làm đồ hộ thân cho mình ha, để chúng ta cần gì, chúng ta cần cắt, cần cưa, cần gì đó chúng ta làm, cầm rất là đã nha. Xong rồi chúng ta xếp lại, bấm lại, xếp lại đây đó, cắt mở ra rất là chắc chắn. Đây cao su rất là đẹp nha, làm bằng thép, in chữ nổi con sen ở đây. Sau khi sử dụng xong thì chúng ta chỉ cần kẹp lại đó. Rồi mọi người có nhu cầu liên hệ với tôi, mua hàng thì liên hệ với tôi số điện thoại bên trên ha. Rồi cảm ơn mọi người, rồi xin chào.